Thánh Luca Thánh Sử. Thánh Luca, tác giả Phúc Âm thứ ba và sách Công vụ Tông đồ, là người đóng góp đơn độc và rộng rãi nhất cho Tân Ước. Các tác phẩm cho thấy Ngài là một trong những Kitô hữu có học nhất thời giáo hội ly khai. Dầu vậy, Ngài rất mực khiêm tốn và ẩn mình, đến nỗi dù một chút gì chúng ta biết về Ngài cũng phải đọc trong những dòng chữ của Ngài bằng kính phóng đại. Chúng ta chú ý vào những chỗ nhóm chúng tôi thay vì họ, nghĩa là Ngài nhận sự có mặt của mình trong khung cảnh, chuyển nó vào những dẫn chứng rời rạc của Thánh Phaolô, tìm những khuôn mặt xem ra rõ rệt nhất, phân tích việc chọn lựa và sử dụng từ ngữ của Ngài. Dần dần hình ảnh của Thánh Luca nổi lên. Ngài tự bẩm sinh là người Hy Lạp, chứ không phải người Do Thái, nhưng theo ngôn ngữ và văn minh, xem ra Ngài đã không sinh ra tại những thành phố Hy Lạp lớn miền cận đông. Một tác giả thứ hai nói, Ngài sinh ra tại Antiochia, và khi những biến cố xảy ra, dường như Ngài đang sống ở đó trong thập niên 40 của thế kỷ đầu, và đã là một trong những lương dân trở lại đầu tiên. Theo nghề nghiệp, Ngài là y sĩ và rất có thể đã theo học đại học tại Tasse. Bởi đó, có thể Ngài đã có vài tiếp xúc trước với Thánh Phaolô khoảng năm 49 hay năm 50. Ngài đã liên kết với Thánh Phaolô trong sứ vụ từ Tiểu Á tới Âu Châu. Dầu vậy, khi tới Philippe, Thánh Luca đã dừng lại đó, không phải là giám mục của giáo hội Tân Lập, vì dường như thánh nhân đã không hề lãnh nhận chức thánh, nhưng đúng hơn, ta có thể gọi là thủ lãnh giáo dân. Hơn nữa, Ngài dường như dấn thân vào thành phần sử gia, một vai trò mà sự giáo dục và cố gắng rất phù hợp với Ngài, sự quan sát kỹ lưỡng và diễn ra chính xác những từ ngữ của các trường thuốc Hy Lạp. Còn các văn phẩm của Thánh Luca chứng tỏ Ngài đã biết áp dụng chúng vào lĩnh vực lịch sử. Dầu vậy, vào khoảng năm 57, Thánh Phaolô đã từ Corinto trở lại Macedonia trên đường đi Jerusalem để thu thập các đại diện từ nhiều giáo hội khác nhau. Thánh Luca đã gia nhập hành trình. Từ đó, Ngài đã không hề rời xa thầy mình. Ngài đã chứng kiến việc người Do Thái tìm cách hại Phaolô và việc người Roma giải cứu thánh nhân thế nào. Phaolô đáp tàu đi Roma sau 2 năm bị tù ở Caesarea. Thánh Luca vẫn ở với Ngài. Họ bị đắm tàu ở Malta khi cùng nhau tới Roma, nhưng vẫn sống sót ở Roma. Thánh Luca đã thấy một trách nhiệm khác đang chờ đón Ngài. Roma là con mắt của Phêrô, và người phát ngôn của Thánh Phêrô là Marco đã xuất bản phúc âm viết tay của Ngài. Nhưng còn những ký ức khác đã được viết ra hay truyền tụng rời rạc về cuộc đời của Chúa chúng ta trên trần gian. Thánh Luca đã quyết định rằng sứ vụ lương dân cần một phúc âm mới được viết ra bằng văn chương Hy Lạp hơn là phúc âm của Marco, hay để hợp với lương dân có học
và không dành riêng cho người Do Thái như phúc âm của Thánh Matthew. Việc trước tác sách này là phần tiếp theo sách Công vụ Tông đồ, xem như hoàn thành tại Roma từ năm 61 tới năm 70. Thánh Luca đã trốn cuộc bách hại của Nero và đã trải qua quãng đời còn lại tại Hy Lạp. Tài liệu ở thế kỷ thứ 2 viết: trung thành phục vụ Chúa, không lập gia đình và không có con. Ngài qua đời hưởng thọ 84 tuổi ở Botaca và được đầy tràn thánh thần. Thánh Luca là một vị thánh bình dân. Một phần có lẽ vì chúng ta hiểu rõ Ngài là một giáo dân thừa hưởng văn hóa Hy Lạp cổ. Hơn nữa, Ngài bình dân vì đặc tính lương dân và dấn thân của mình. Tất cả văn phẩm của Ngài đầy quan tâm, thương cảm con người, liên hệ tới người nghèo, hào hiệp với phụ nữ. Ngài cũng rất hấp dẫn bởi đã thu thập và kể lại vô số những công cuộc đầy nhân hậu của Chúa Kitô. Thật ra người ta sẽ lầm lẫn khi dìm mất tính chất và giáo huấn nghiêm khắc của Chúa. Nhưng các y sĩ có thể hãnh diện về Ngài, vì chắc hẳn không có y sĩ nào sẽ qua mặt được Ngài về tình yêu dành cho nhân loại. Và những người còn lại trong chúng ta có thể biết ơn Ngài, vì nhờ Ngài chúng ta có được dụ ngôn cây vả khô trồi, đứa con hoang đàng, người Samaria nhân hậu, chuyện kẻ trộm lành thống hối và cả năm mầu nhiệm mân côi mùa vui. Nhưng trên tất cả, Ngài để lại kinh ngợi khen Magnificat, chúc tụng Benedictus, phó dâng Numdimitis, với quá phân nửa câu chuyện ngày lễ Giáng sinh. Rồi đây là chỗ mà sự khiêm tốn ẩn mình của thánh nhân xa rời chúng ta. Thánh Luca đã nghe chuyện từ miệng Chúa không? Thánh nhân không nói điều này cho chúng ta, nhưng rất có thể lắm. Chúng ta biết sau cuộc đóng đinh, mẹ đã được Thánh Gioan săn sóc và chắc chắn đã có sự giao tiếp giữa hai thánh sử này. Nhưng trùng hợp của hai phúc âm hay những trùng hợp về ngôn ngữ trong phần đầu của sách Công vụ mạnh mẽ minh chứng điều này. Hơn nữa, nếu Thánh Luca được rửa tội ở Antiochia khoảng năm 40, thì tự nhiên là có thể gặp được Thánh Gioan ở Jerusalem. Lúc ấy Đức Mẹ trên dưới 70 tuổi. Như vậy, không có lý gì Thánh Luca lại không thể nghe chính môi miệng mẹ kể chuyện. Mà dầu chuyện này có đến với Ngài cách gián tiếp đi nữa, chúng ta vẫn biết ơn Ngài đã lưu lại cho chúng ta những giai thoại đặc biệt ấy. Trích Theo Vết Chân Người của Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy.